Xin chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng. Hôm nay đội ngũ kỹ thuật của công ty đang có mặt tại khu vực của huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình muốn quay cho bà con xem một cái chủ đề, đó là cái kinh nghiệm khi bà con mình làm bưởi chuyền như thế nào. Thì đối với một cây bưởi da xanh này là gần 4 năm rồi. Thì hiện tại thì quay qua trình xử lý làm bông, thì mình đã qua cái bước là đặt lá rồi. Thì bà con nhìn thấy này, với kia mình đã mới cho đặt lá là ngày hôm qua thôi. Thì những cái lượng mà lá đây, cho đặt lá nguyên toàn vườn rồi. Vườn này là cũng được 200 cây. Thì sau cái đợt đặt lá rồi thì bà con nhìn thấy là cây như vậy đây. Thì đối với việc này là làm bưởi chuyền á, mà khi cây đang mang nhiều lứa trái trên cây, bà con nhìn thấy là cái cây bên đó nó mang một chùm trái như vậy. Đó. Cây này rất là nhiều trái. Đối với việc làm bưởi chuyền á, thì bà con mình kết hợp mình làm sao khi mà bà con phun thuốc hoặc là mình phun các loại dinh dưỡng như MKB hoặc kích mầm á, mình phun làm sao thì làm sao mà nó không ảnh hưởng đến cái lứa trái mà đang neo trên cây. Ví dụ khi mà bà con phun với cái hàm lượng lân hoặc kali nó cao á, thì dẫn đến cái trái mình nó bị xám đi, thì như vậy là sẽ không được, sau này nó ảnh hưởng đến cái mẫu mã trái của mình, thì sau này bà con mình bán không được giá. Thì đối với cái quy trình bưởi chuyền của bên mình á, thì mình sẽ phun những dòng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến lứa trái đang neo trên cây, vẫn giữ được lứa trái là mẫu mã đẹp. Mình vừa phun tạo mầm kích hoa, mình vừa dưỡng trái nuôi trái này cho cái mẫu mã nó đẹp đi, nó căng da, nó mỏng vỏ, nó bóng trái, nó không bị cái tình trạng xám trái và sầu trái do cái hàm lượng lân nó dư đi trong quá trình mình làm bông. Đây. Thì cái vườn này á, là đợt này á, mình cũng nhận làm bông mà mình cũng cho đã phun qua là 3 đợt, là 10-5-40 cộng với 10-30-30. Đây, bà con nhìn thấy đây. Đây là những cái thuốc mình đã cho phun cái đợt này. Đây là cái bộ đôi này, mình cho phun ở trong thân. Cái thời kỳ mà làm bông bưởi chuyền. Đây, cái hàm lượng là 10-5-40 với lại 10-30-30. Đối với khi mà bà con làm bông bưởi chuyền á, là mình cái đợt này á, mình có điều chỉnh cái hàm lượng lân với kali, mình có cộng thêm là 10% đạm này. Bà con khi mà có lượng đạm như vậy á, thì mình cũng có quay một số vườn cho bà con xem rồi. Thì khi có cái hàm lượng đạm rồi á, như vậy á, thì trong cái khi mà cái hoa nó ra như vậy á, thì cái hoa nó sẽ mập hơn, nó sẽ tròn và cái nụ nó rất là to. Mình có một quay cho bà con xem một vườn ở suối Nho á, thì nó đã sử dụng qua 3 đợt này mà mình đã cho lạt lá và nó ra hoa, hoa rất to và mập. Thì đối với cái dòng 10-30-30 này á, thì nó vừa bà con mình vừa phun mình tạo mầm hoa, cái hàm lượng lân và kali này là tạo mầm hoa, nó vừa kết hợp á là giúp cái trái của bà con, vừa kết hợp trong quá trình nuôi trái luôn. Đây, giúp cái trái mình nó sẽ lớn này, lớn trái này, mẫu mã đẹp và giúp bà con nó chắc cái nhân ở bên trong. Đối với dòng 10-40-10 này thì nó sẽ giúp mà nó thúc cái chồi nhanh hơn. Kết hợp vào đó thì đợt này á, mình cũng cho phun thêm cái bộ ba, đó là của ba này, đó là lân bo, new atonic và cái dòng combi. Đây. Đối với bộ ba này á, thì bà con nên phun vào vị trí của cần nhện đó bà con. Đây, mình không phun phụ cây nha, mình phun vào mùn phun trong thân thôi, phun vào vị trí của cần nhện. Đây là dòng lân bo, nó sẽ kích mầm. Với lại cái combi này á, là combi Thái, combi bột sủi, cái này hàng này mình nhập từ Thái, nó kết hợp với cái dòng là atonic. Atonic này á, thì nó sẽ phá vỡ cái niên trạng ngủ của mầm hoa, nó sẽ thúc cái mầm chờ, nó sẽ đẩy những mầm chờ ra cho mình. Đây, ví dụ những cái mầm mà mình cũng cho là lá ngày hôm qua thôi. Đối với việc làm bông á, thì bà con lưu ý một điều này, khi mà bà con làm bông á, trong một cái farm lớn á, là ví dụ mình có 1.000 cây mà hôm nay mình chỉ phun được, mình chỉ lặt lá được tầm 200 cây thôi, thì bà con lưu ý là hôm qua là mình phải chỉ phun 200 cây đó thôi, thì hôm nay mình sẽ lặt lá được 200 cây. Còn đợt sau á, có nghĩa là khi bà con phun á, phun xong cái lượt mà lân bo, new atonic, cộng combi là ngày hôm sau bà con nên lật lá ngay. Đó, không để tình trạng nó lâu dài thì nó cái thuốc của mình nó mất tác dụng đi. Và giúp trong cái thời kỳ mà ra hoa đậu trái nó được hiệu quả hơn. Chia sẻ một cái kinh nghiệm nữa cho bà con, khi bà con phun thuốc á, là bà con nên phun vào mà lúc sáng sớm. Tại vì sao? Tại vì vào buổi sáng á, cái lượng ánh nắng của mặt trời vào ban sáng thì cái khả năng của cây á, là nó quang hợp, nó hấp thụ dinh dưỡng được tốt nhất. Các lỗ khí khổng trên lá này nó đóng mở liên tục,
thì vào ban sáng á, thì nó sẽ cái quá trình mà chuyển hóa năng lượng, cái quá trình mà hấp thu dinh dưỡng của cây á, nó đạt được cái hiệu quả là cao nhất. Trong cái đường parabol á, thì buổi sáng là nó lên đỉnh, cái lượng mà cây hấp thụ được nhanh hơn so với khi mà bà con phun vào buổi chiều. Thì một số vườn á, thì trong cái đợt này á, mình cũng rút được một kinh nghiệm như vậy, là một số vườn mình cho vào buổi sáng á, khi xử lý làm bông á, thì cái tỷ lệ mà nó ra hoa, nó đã được ra hoa nhiều hơn so với khi mà một số vườn mình phun vào buổi chiều. Tại vì buổi chiều á, nó cái cây cái khả năng quang hợp cây kém hơn này, cái lượng ánh nắng kém hơn này, kết hợp vào đó vào buổi chiều á, thì nó sẽ có một cái vài trận mưa. Một vài trận mưa như vậy á, thì nó sẽ làm cái thuốc mình nó bị loãng đi, nó mất, nó giảm tác dụng thuốc một phần nào đi. Thì một số vườn á, đối với cái bộ đôi là 10-5-4-10 á, cộng với 10-30-30 á, thì một số vườn á, là bình thường á, đối với vườn làm bông bưởi chuyền á, là mình sẽ cho phun 2 lần. Hoặc một số vườn mà bà con cảm thấy mà cái lá mình nó sung quá thì mình phải phun 3 lần. Phun đến khi nào á, mà mình sờ vào cái lá trên một cành nhện á, là nó phải khi bóp, bà con nhìn thấy này, bóp nó nghe nó kêu như vậy này, nó kêu rồi á, mình có thể tiến hành lật lá trên cành nhện đó. Thì khi đó thì sau một đợt là cái này mình chỉ phun qua một đợt là lân bo Nivatonic là một lần thôi, thì những mầm hoa nó đã kéo ra này. Đây, bà con để ý là những mầm hoa thì nó đã kéo ra những mầm hoa cho mình đó. Là tiếp tục thêm vào quy trình là mình sẽ cho kích thêm một lần lân bo Nivatonic cộng combi nữa, mình sẽ kéo hoa ra thêm một lần nữa đó, như vậy để giúp cái quá trình nó đẩy cái mầm hoa ra được tốt hơn, mình phá vỡ cái niên trạng ngủ của mầm hoa so với những mầm chờ như vậy. Đây, những cái mầm này nó lên rồi bà con. Đây, mặc dù nó rất là non, để mình lấy nét lại. Đây, đây là những mầm hoa này. Đây, nó sưng cương mà kìa cửa gà này, nó lú cái mầm lên này. Đó, như vậy đây là những mầm hoa. Đó, tiếp tục bên này. Bà con nhìn thấy là khi mà mình phun cái lá nó già này, nó giòn, nó kêu như vậy này, thì mình có thể lạt lá gần nhìn. Đó, lá nó rất là giòn. Thì tùy thuộc vào cái cây, cái nó sung hay là suy, thì bà con mình kết hợp mình phun 2 hoặc 3 lần, mình cảm thấy cái lá mình nó già như vậy rồi á, nó giòn như vậy rồi á, bà con có thể tiến hành mình lật lá cành nhện. Như vậy thì giúp cái quá trình nó ra hoa được hiệu quả hơn. Thì khi mà hoa đã ra như vậy rồi á, thì mình sẽ phun đẩy mầm hoa em, kết hợp bà con mình phòng thêm các con như là con bồ trĩ này, con sâu hoặc là con rệp sáp, nó ăn những mầm hoa của mình đi, thì sau này thì giúp cái hoa mình nó sẽ không được đẹp. Con nhìn thấy là lúc trước là đối với vườn này là làm lúc trước á, là cây bưởi tơ, nên hiện tại thì cái lượng trái mà đang neo trên cây hiện tại thì nó không đẹp, với lại nó gặp một tình trạng sầu trái này. Thì sau này á, đối với việc mà bà con đi bưởi chuyền như vậy á, thì mình sẽ xuyên suốt là đi dòng 17-23 thôi, với cái hàm lượng lanh nó thấp đi, để tránh cái tình trạng bà con mình á, là sau này trái mình nó không được đẹp và nó sổ trái. Kết hợp vào đó thì bà con sau này á, mình cái hàm lượng phân chuồng á, mình cung cấp cho nó cũng giảm đi thôi. Bà con nên bón phân chuồng á, lưu ý là mình nên bón vào tháng 11, trong năm mình chỉ bón một lần như vậy thôi. Còn hiện tại bên mình á, đối với những vườn mà theo quy trình bên mình á, thì mình sẽ 2 tháng mình bón một lần, mình bón cái dòng vô số 9, đó là cái dòng chuyên nuôi trái bên mình. 2 tháng mình bón một lần vào cho nó, ví dụ một gốc cây như vậy á, là tầm từ 3-5 kg. Mình bón á, ví dụ trái cái cây á, mà nó nhiều trái mình sẽ bón nhiều, cây ít trái là bón ít. Đó, kết hợp như vậy NPK cũng vậy, 17-53 mình bón phân là tùy thuộc vào lượng trái đang neo trên cây. Đó, bón làm sao cho nó hợp lý để giảm cái chi phí cho bà con. Bà con nhìn thấy thì sau quá trình thì một số cái mầm hoa nó đã lú ra rồi, kết hợp thêm mình dưỡng thôi. Đối với câu chuyện á, mà bà con mình đặt lá cần nhện hoặc là mình bấm đầu cần nhện á, là mình phải nhìn vào cái mầm hoa ở đâu. Ví dụ trên một cần nhện này, đây, nãy giờ mình lấy nét được cho bà con. Ở đây bà con nhìn thấy là cái nốt này, nốt này là nó sưng cương mà nó sưng tròn lên, đó, nó lú cái mầm này, đây nó sưng cương vậy. Như vậy á, đó là những mầm hoa. Nếu bà con biết đây là mầm hoa rồi á, mình sẽ tì nhẹ đầu cần nhện này. Mình sẽ tì nhẹ đầu cần này để giúp cái quá trình mà nó ra hoa, thúc cái mầm hoa này được dễ hơn so với mình lạt lá. Còn một vài cần á, bà con nhìn thấy mình nó đã lú ra rồi á, thì bà con chỉ cần lạt lá thôi, như vậy thì nó sẽ ra hoa. Hoa này, anh nhớ
đây những mầm chờ nó rất là nhiều, và có một vài cây thì nó đã đẩy những mầm hoa cho mình rồi. Đây, một số cây thì nó đã đẩy ra những mầm hoa này, có những mầm hoa nó đã phun ra này, những hoa này cái nụ rất là mộc. Thì khi mà hoa nó ra rồi tầm 7 ngày sau mình sẽ cho phun thêm một lần New Atonic, lần bo, còn combi nữa. Thì khi đó cái quá trình mà nó đẩy hoa ra được tốt hơn. Như vậy nó thúc cái mầm chờ như vậy này. Thằng New Atonic nó sẽ thúc cái mầm chờ như vậy. Đây, đây là những mầm hoa này bà con. Nó sưng này, nó sưng lên, sưng tròn lên này. Chuẩn bị nó lú ra này. Đó, mình sẽ kích thêm một lần như vậy nữa để hỗ trợ cái quá trình mà nó sẽ ra hoa được nhiều hơn. Sau này bà con á, khi mà bà con muốn để trái lần một á, thì bà con mình phải làm sao để mấy cái cây mình nó ra được nhiều trái. Mình ra được nhiều trái rồi á, mình sẽ tuyển trái nhiều lần. Mặc dù trong quá trình á, khi mà bà con ra nhiều hoa nhá, mình vẫn có thể tuyển hoa nha bà con. Trong quá trình mình phải, vẫn có thể tuyển hoa, và sau quá trình tuyển hoa rồi á, mà nếu mà trái mình nhiều quá mình sẽ tuyển từ từ, và trên một cái cần nhện á, bà con để cho mình một trái như vậy thôi. Mình để một trái như vậy thôi thì giúp cái quá trình mà sau này bà con bán á, là cái trái mình nó đạt loại 1, nó được nhiều hơn. Như vậy bà con mình sẽ bán được cái giá nó cao hơn rất là nhiều. Đây, ví dụ hiện tại thì một số cần như vậy thì mình chỉ cho để một trái như vậy thôi, mình không để nhiều trái. Thì cái đợt trái vừa rồi á, thì do cái anh bón cái hàm lượng mà phân chuồng nó nhiều quá, với lại cái việc mà mình quản lý nó sâu bệnh nó chưa được tốt. Ví dụ như hiện tại thì cái con bọ trĩ này, bọ trĩ và bọ xít muỗi này, và những con nhện này, nó làm cái trái mình mẫu mã mình nó xấu đi rất là nhiều. Đó, như vậy thì thương lái người ta sẽ chê đi, và nó sẽ hạ giá và mất giá cho mình. Đó, thì hiện tại thì anh đã cho thử nghiệm một trái bưởi tài này. Đây, hình là đây là những thỏi vàng. Đây, chữ tài đây. Đây, bên này là có một trái bị lọc này bà con. Đây, bị lọc và nó như vậy này. Sẽ sưng tròn như vậy này. Đó. Đây là một trái bị lọc như vậy. Đó, mặc dù cái trái đợt này thì nó không đẹp. Nó gặp một cái hiện tượng đó là bị sổ trái. Đó, và lại côn trùng nó chích thuốc. Rồi mình muốn quay cho bà con xem một cái video chia sẻ về bà con cái kinh nghiệm khi bà con làm bông bưởi chuyền để mình xử lý ra hoa mà nó sẽ không ảnh hưởng đến cái lứa trái đâm nhau ở trên cây, mà mình sẽ thúc những mầm hoa ra như vậy. Rồi, xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kỹ thuật cây trồng.